Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Đồng Hồ Tân Tân. Và mình là Quang. Trên tay mình là chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Bulova, có mã là 98A228. Và sản phẩm này đang được phân phối chính hãng và bảo hành 4 năm tại cửa hàng đồng hồ Tân Tân. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì mình sẽ để đường link mua hàng bên dưới. Và hôm nay mình trên tay chiếc đồng hồ này để review, cũng như là giới thiệu những điểm thú vị của em nó. Đầu tiên là về cảm giác trên tay chiếc đồng hồ này thì nó khá là nặng, vì đồng hồ được thiết kế nguyên khối bằng thép không rỉ. Và với thiết kế này sẽ phù hợp hơn cho anh em có cổ tay từ 17cm trở lên, vì hai bên phần vỏ của đồng hồ được đúc nguyên khối khá là rộng. Và sau đây mình sẽ sơ lược về thông số tổng thể của em này. Chiếc đồng hồ này có đường kính vỏ là 45mm, độ dày là 13.5mm, độ rộng dây là 24mm, độ chống nước là 20 ATM, tương đương với 200m nước. Các bạn có thể đi bơi và đi lặn thoải mái. Vỏ đồng hồ này được làm bằng thép không rỉ 316L nguyên khối và được vát cạnh vuông vức, tạo cảm giác khỏe khoắn, mạnh mẽ. Dây đi kèm với đồng hồ là dây cao su dày và dẻo, có màu xám ở bên ngoài và màu đỏ ở bên trong. Ở bên trong phần dây cao su có các vân giúp dễ bám cổ tay của người đeo. Và trang bị cho chiếc đồng hồ này là kính khoáng cứng ở mặt trước lẫn mặt sau của đồng hồ, một trang bị thường thấy trên các dòng đồng hồ thể thao của Bulova. Tiếp theo thì mình sẽ sơ qua về phần mặt số. Đồng hồ này được thiết kế theo kiểu open head, thiết kế kiểu hở van tim và để lộ máy ở mặt đáy. Mặt số đồng hồ phiên bản trên tay mình cầm có màu đen và đi kèm là dây cao su màu xám. Và chúng ta cũng có 4 phiên bản màu khác nhau cho bộ sưu tập này. Nhìn vào mã số gốc 7 giờ, ta có thể thấy rõ bánh xe cân bằng. Trái tim của đồng hồ đang hoạt động một cách nhịp nhàng. Kế bên là sub dial nhỏ nơi hiển thị cho kim dây và có vạch chia 60 giây. Trên gốc 12 giờ là logo đặc trưng của Bulova cùng với tên thương hiệu Bulova được in to ở dưới, với tên của bộ sưu tập Marinta và độ chiều nước 20m. Điểm đặc biệt của bộ sưu tập này có các ngôi sao ở xung quanh. Tất cả các kim và cọc số được làm bằng thép mạ màu vàng nổi bật trên mặt số màu đen. Và chỉ có kim giờ và kim phút được phủ một lớp dạ quang, giúp người đeo dễ nhìn giờ vào ban đêm hoặc là khi các bạn lặn sâu dưới nước. Bên góc 9 giờ là dòng chữ Automatic và 21G-Well. Bên phải đồng hồ là núm chỉnh giờ, được đặt ngay vị trí 3 giờ với thiết kế hai điểm G chắc chắn để bảo vệ núm vặn của đồng hồ, cũng giống như các dòng đồng hồ có độ chiều nước lớn khác. Khi các bạn muốn chỉnh giờ phải mở núm vặn ra và nhớ đóng chặt núm vặn lại sau khi chỉnh giờ xong để đồng hồ đạt được hiệu quả chống nước tốt nhất. Bao bọc xung quanh mặt dial là viền benzen, được bắt chặt với phần vỏ đồng hồ bằng 6 con ốc lục giác. Ngăn cách giữa phần viền benzen và phần vỏ là miếng đệm cao su ở giữa. Theo mình nghĩ thì miếng đệm cao su này sẽ giúp cho đồng hồ có độ chống nước cao hơn, vừa tạo ra một thiết kế đẹp mắt và vừa cho khả năng chống nước tuyệt vời. Và cuối cùng, bộ máy trang bị cho chiếc đồng hồ này là máy Miyota của Nhật với 21 chân kính và 21.600 tần số dao động cho thời gian chữ code là 42 giờ với sai số chỉ từ trừ 20 giây đến cộng 40 giây một ngày. So với bộ máy cơ của Nhật thì sai số này có thể chấp nhận được. Theo mình nghĩ thì đây là sản phẩm với thiết kế cứng cáp mạnh mẽ, sẽ phù hợp với những bạn nam có cổ tay to, cá tính và năng động, thích kiểu thiết kế lộ cơ, hoặc là các bạn có sở thích đi bơi hoặc đi lặn mà không cần phải quan tâm đến độ chịu nước của đồng hồ. Và vừa rồi mình đã review và giới thiệu đến anh em chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Marinta này của Bulova. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại một like và một subscribe cho kênh mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.